Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng xuất hiện nhiều lời mời góp vốn với mức lãi suất được hưởng rất hấp dẫn từ nhiều công ty kinh doanh bất động sản, tổ chức sự kiện, du lịch, dịch vụ. Những lời mời góp vốn này đã được nhiều người quan tâm và xuống tiền đầu tư. Nhưng hình thức góp vốn này có an toàn? Việc huy động vốn này có đảm bảo đúng pháp luật? Chúng ta cần thận trọng và tìm hiểu cụ thể hơn về các hoạt động của những công ty này. Các công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, tổ chức sự kiện, du lịch, dịch vụ, thời trang và đầu tư. Tại Điện Biên, hiện có nhiều công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo để giới thiệu, quảng bá sản phẩm do công ty mình kinh doanh. Theo đó, những thông tin được các công ty công bố trong chương trình hợp tác kinh doanh đều có mức lợi nhuận cao. Mức lợi nhuận có thể được phân chia theo ngày, tháng hoặc tuần. Với mức cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ 3 đến 5% một tháng, cùng với hình thức góp càng nhiều, lợi nhuận càng cao. Mức vốn đầu tư tối thiểu ban đầu có thể chỉ là 5 triệu đồng. Sau một thời gian nhất định, từ 12 đến 15 tháng, người đầu tư có thể nhận cả gốc và lãi từ 7 đến 8 triệu đồng. Vốn đầu tư ban đầu càng cao thì các nhà đầu tư ngay lập tức sẽ nhận thưởng lợi tức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Và sau 12 đến 15 tháng, số tiền lãi, gốc và tiền thưởng thêm mà nhà đầu tư được hưởng có thể lên tới vài trăm đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, khi mời được khách hàng mới tham gia góp vốn đầu tư, thì người giới thiệu cũng được tặng thưởng từ 3 đến 8% giá trị hợp đồng. Đối với lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng trên địa bàn tỉnh hiện nay, thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đã khống chế tối đa cái mức mà dưới 6 tháng huy động vốn dưới 6 tháng bằng đồng Việt Nam. Hiện tại bây giờ là đang áp dụng là từ 5%, không quá 5% trên một năm đối với huy động tiền gửi Việt Nam đồng. Còn đối với huy động từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất huy động bình quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2023 đang áp dụng trong khoảng từ 5.5 đến 8.6% một năm. Đối với kỳ hạn huy động từ trên 12 tháng thì tối đa không quá 8.6% một năm đối với huy động vốn trên địa bàn. Đấy là cái mức huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đang áp dụng. Tôi báo cáo với đồng chí là hiện tại bây giờ là mức lãi suất cao nhất đối với các tổ chức tín dụng đang áp dụng là 8.6% là tối đa. Chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày với lãi suất khủng của các công ty này đến nay đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn quốc với số tiền lớn. Thực chất, hoạt động huy động vốn này có tính chất đa cấp trá hình. Đối tượng tham gia chủ yếu lại là người già, phụ nữ. Khi ký kết hợp đồng, nhà đầu tư phải ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh trên tinh thần tự nguyện. Với các hình thức sử dụng các diễn giả, doanh nhân để đứng ra giảng dạy, phân tích về kinh doanh, đầu tư các lĩnh vực thông qua việc gây nhiễu thông tin, diễn giả sử dụng nguồn tiền của người tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh và có cam kết lợi nhuận cực khủng. Bằng những chiêu trò đó, nhà đầu tư dần dần bị dẫn dắt vào trong thông qua các hình thức đầu tư nhóm hay ký hợp đồng ủy thác đầu tư với các gói cam kết lợi nhuận hàng tháng cao ngất ngường. Thực chất, họ cũng chỉ lấy tiền người trước trả lãi cho người sau theo mô hình đa cấp. Khi nhà đầu tư đặt niềm tin vào những diễn giả doanh nhân này, thì họ sẽ tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư để được hưởng phần trăm trên giá trị vốn gọi và số cổ đông. Với những lợi nhuận trước mắt, nhiều người còn kêu gọi người thân, gia đình cùng tham gia góp vốn. Và cứ thế, số vốn huy động được ngày càng lớn. Trong khi các thông tin về vốn điều lệ, lãi suất kinh doanh, hoạt động của công ty thì các nhà đầu tư đều nhận thức rất mờ mịt. Thực tế, theo quy định, lãi suất được chi trả cho các nhà đầu tư phải dựa theo số cổ phần, lãi suất kinh doanh của công ty, chứ không thể có con số cụ thể cho từng số vốn góp vào. Vậy những con số lợi nhuận, thưởng lợi tức, thưởng thêm hay tổng lãi và gốc nhận về sau 12 đến 15 tháng được lấy từ đâu, theo quy định nào? Và thực tế là đến khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn thì công ty đưa ra nhiều lý do để giữ vốn. Khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện thì số tiền lãi khách hàng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết
chỉ được xác định theo quy định. Phần tiền lãi vượt quá sẽ không được giải quyết, thậm chí có thể bị xử lý về hành vi cho vay nặng lãi nếu đến con số 100% trên năm. Trong cái thời gian vừa qua trên địa bàn của tỉnh Điện Biên cũng xuất hiện một số cái chương trình khuyến mại, ví dụ như tặng quà rồi là khuyến mại theo các cái hình thức khác nhau. Thì một số cái đơn vị doanh nghiệp thì cũng tranh thủ cái chương trình khuyến mại này để trả hình bằng các cái hình thức khác. Vì vậy thì đối với Sở Công Thương chúng tôi thì cũng đề nghị khuyến cáo, một là đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn trên địa bàn của tỉnh thì tăng cường cái công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân về các cái hình thức và các cái chiêu trò lừa đảo của các đơn vị doanh nghiệp lợi dụng cái chương trình khuyến mại để trá hình và mang tính chất không trung thực với chương trình của đã đưa ra. Đối với bà con nhân dân thì Sở Công Thương chúng tôi cũng khuyến cáo bà con thận trọng trước khi tham gia các cái chương trình mà các cái đơn vị doanh nghiệp hoặc các cái tổ chức có lời mời, hoặc nghiên cứu thật kỹ các cái quy định trước khi tham gia. Việc huy động vốn của các công ty với hình thức đa cấp đã xuất hiện tại rất nhiều địa bàn trên cả nước. Tại Điện Biên, các công ty này cũng đã tổ chức một số sự kiện hội thảo để tham gia huy động vốn. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, lực lượng liên ngành gồm Công an, Sở Công Thương, Quản lý Thị trường và chính quyền địa phương đã tiến hành làm việc với người đại diện của các công ty để kiểm tra thủ tục pháp lý và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty này. Đối với các công ty không đủ điều kiện theo quy định thì yêu cầu chấm dứt hoặc tạm dừng các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác quản lý địa bàn với vai trò là Ủy ban dân phường Him Lam thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận thấy có một số tổ chức và cá nhân đến từ các tỉnh thành khác và có đến địa bàn tỉnh Điện Biên để kêu gọi vốn đầu tư và huy động vốn, và cũng có tổ chức các cái hội nghị, hội thảo và các cái sự kiện. Trước cái tình hình như vậy thì Ủy ban dân phường cũng tăng cường chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng liên quan và tăng cường bám nắm địa bàn và nhắc nhở nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác với các trường hợp như trên để tránh bị lừa đảo hoặc là bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Ván bài đa cấp thực ra rất đơn giản nhưng hiệu quả vì đánh trúng tâm lý và nhu cầu của đối tượng cần tìm việc làm. Điều quan trọng nhất của loại hình lừa đảo này là nó biến nạn nhân trở thành người tiếp tay. Người tham gia không chỉ bỏ tiền túi của bản thân mình mà họ phải tiếp tục đi tìm những khách hàng khác làm vật thế thân cho mình. Khi đã trở thành một mắt xích của tổ chức lừa đảo, việc dừng lại và tố cáo nó bao giờ cũng khó hơn việc tiếp tục đâm lao phải theo lao. Thiết nghĩ, hoạt động đầu tư tìm kiếm lợi nhuận là nhu cầu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro thì mỗi người cần tìm hiểu kỹ thông tin về các dự án đầu tư, các tổ chức huy động vốn, các giấy tờ pháp lý như giấy phép thành lập và hoạt động ngành nghề kinh doanh trước khi tham gia góp vốn đầu tư. Đặc biệt, cần nhận diện và nắm rõ các thủ đoạn một số đối tượng lừa đảo thường sử dụng để có thể tránh sập bẫy lừa đảo. Nếu có dấu hiệu bất thường lừa đảo, cần mạnh dạn lên tiếng, phản ánh với các cơ quan chức năng để chặn đứng mọi hành vi lừa đảo.